50 xin chúc sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, phát tài phát lộc, công thành danh toại, sum bày hạnh phúc. Ma đạo thần cấm. Chúc mừng năm mới. Khi ở trên sân thì Hải lại là một người rất là mạnh mẽ và quyết liệt. Còn ở bên ngoài thì Hải là người rất là ít nói. Và nhiều người nhìn thì cảm thấy là khó gần. Nhưng mà Hải thì sống rất là tình cảm. Nhưng mà mình không thể hiện ra bên ngoài nhiều. Đối với năm 2021, với bản thân Hải thì cũng đạt được những cái mục tiêu nhất định mà Hải đã đề ra. Ví dụ như năm 2021 vừa rồi thì Hải cũng được lần đầu tiên được gọi lên đội tuyển quốc gia. Rồi còn về giải đấu V-League thì do dịch bệnh nên là cũng chưa thể thi đấu được tất cả số trận, nên là Hải cũng chưa đạt được mục tiêu của bản thân Hải đề ra. Với Hải thì Hải chưa bao giờ đón Tết ở xa nhà, nhưng mà đợt này thì Hải được gọi lên đội tuyển quốc gia để tập trung chuẩn bị trận đấu giữa Úc và Trung Quốc. Thì Hải cũng mong đây sẽ là một trải nghiệm của Hải khi ăn Tết xa nhà. Vào dịp Tết thì rất là đặc biệt, bởi vì một năm qua thì mình cũng đi thi đấu xa nhà rất là nhiều. Thì dịp Tết này để được về quây quần sum vầy với gia đình, nên là vào những dịp Tết thì đối với Hải rất là đặc biệt. Quá trình nghỉ Tết của Hải thì như mọi năm thì vào khoảng 26-27 Tết thì Hải sẽ được về nghỉ với gia đình. Những cái dịp này thì Hải thường về chuẩn bị Tết và đi mua đào mua quất với gia đình. Và những ngày tầm 28 hoặc 29 Tết thì Hải và gia đình sẽ gói bánh chưng để chuẩn bị đón năm mới. Và những cái lúc mà Hải được nghỉ thì về buổi chiều thì Hải vẫn duy trì tập luyện bình thường, kể cả là mùng 1 Tết hay là mùng 2. Đối với Hải thì Hải cũng không phải là người mê tín mấy, nên là 5 tuổi hay không thì sau một năm mới thì mình vẫn phải cố gắng và hoàn thiện bản thân mình hơn nữa. Còn cái gì đến với mình thì mình sẽ đối diện và cố gắng vượt qua tất cả khó khăn. Mục tiêu của Hải trong năm 2022 là sẽ thi đấu và giành chức vô địch với câu lạc bộ Hà Nội và có thể tham gia AFF Cup với đội tuyển quốc gia và giành chức vô địch. Mỗi người thì đều có một cái lộ trình cá nhân riêng của bản thân. Thì với Hải thì Hải muốn được ra nước ngoài để thi đấu. Khi đặt ra được những mục tiêu thì lúc nào mình cũng phải luôn luôn sẵn sàng và phải cố gắng để có thể đạt được những cái mục tiêu mình đề ra. Tất nhiên là rất là khó khăn, nhưng mà mình phải cố gắng từng ngày một để có thể vượt qua cái bản thân mình ngày hôm trước. Theo Hải đánh giá những đối thủ mà cạnh tranh với chức vô địch với Hà Nội trong mùa giải năm 2022 thì có những câu lạc bộ họ đầu tư rất là mạnh như câu lạc bộ Bình Định, Hoàng Anh Gia Lai, Viettel hay là Hải Phòng. Hải nghĩ là năm tới sẽ là một mùa giải rất là khó khăn, bởi vì tất cả các đội họ đã chuẩn bị rất là kỹ. Và năm tới Hải nghĩ là sẽ là một mùa giải rất là hấp dẫn. Cái thời gian tập luyện của các cầu thủ
ở câu lạc bộ Hà Nội cũng rất là ít, bởi vì một số thì tập trung đội tuyển quốc gia và không được tập luyện theo cái lối chơi, bởi vì huấn luyện viên của câu lạc bộ Hà Nội có một lối chơi mới, nên là sẽ phải cần các cầu thủ có thể tập luyện nhiều với nhau để có thể hiểu được triết lý của huấn luyện viên hơn. Thì Hải nghĩ đây cũng là một cái khó khăn của câu lạc bộ Hà Nội. Nhưng mà theo Hải thì câu lạc bộ Hà Nội có một cái lứa cầu thủ đã chơi với nhau rất là lâu, nên là họ cũng đã quá quen với lối chơi của nhau, nên là chỉ cần họ có thể hiểu được cái ý đồ huấn luyện viên đưa ra, và Hải nghĩ là các cầu thủ sẽ có thể tuân thủ theo. Năm mới Hải chúc mọi người có một năm mới có thật nhiều sức khỏe, gặp thật nhiều may mắn và sẽ đạt được những gì mong muốn của tất cả mọi người. Đây là lần đầu tôi dự Tết Nguyên Đán. Tôi không có khái niệm về ngày lễ này. Tôi cũng không biết mọi người sẽ tận hưởng kỳ nghỉ lễ này như thế nào. Không biết nó có giống như năm mới của chúng tôi hay không. Nhưng tôi đang ngóng chờ và mong muốn tận hưởng những điều mới lạ. Vào dịp năm mới, tôi có thói quen ở cạnh gia đình và bạn bè. Chúng tôi sẽ tập trung ở một nhà nào đó, thưởng thức đồ ăn ngon, uống một chút rượu và ngóng chờ khoảnh khắc giao thừa. Thật may mắn cho những ngày Tết sắp tới, tôi có những người đồng đội bên cạnh là Durozek. Chúng tôi cùng đến từ châu Âu, chung một ngôn ngữ, chung một suy nghĩ nên sẽ rất thuận lợi. Chúng tôi đã lên kế hoạch tập luyện để duy trì thể lực như chạy bộ hay là tập gym. Sau đó, thời gian rảnh, chúng tôi sẽ khám phá ngày lễ của các bạn. Tôi thú nhận là tôi không biết nấu ăn, có chăng chỉ là một vài món đơn giản thôi. Nhưng Durozek thì khác, anh ấy vào bếp giỏi hơn tôi. Điều này sẽ khiến tôi không lo bị đói. Ngoài ra, chúng tôi có tìm hiểu, một số nhà hàng vẫn đón khách vào dịp Tết. Chúng tôi sẽ trải nghiệm tất cả. Tôi đã thử một số món đặc trưng ở đây, nhưng tôi thích nhất là phở. Tất nhiên, đồ ăn Việt Nam sẽ khác nhiều so với châu Âu. Nhưng tôi đã có thời gian tại Malaysia. Tôi sẽ thích nghi nhanh chóng với cuộc sống ở đây. Trong kỳ nghỉ, nếu có cơ hội, tôi sẽ ra sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam vào mùng 1 Tết. Tôi được biết, có rất nhiều đồng đội của tôi có mặt ở đó. Họ đều là những cầu thủ tài năng. Tôi mong sẽ không ai gặp phải chấn thương và giành được kết quả tốt. Chúc mừng năm mới, tôi chúc các bạn hạnh phúc, sức khỏe và may mắn. Tôi hy vọng năm nay sẽ tốt hơn năm ngoái thật nhiều.